Chắc chắn hiệp đấu thứ hai sẽ vẫn có rất nhiều thử thách chờ đợi đội bóng của chúng ta, nhất là khi đối thủ có thể lực rất tốt và đã quen với thời tiết lạnh giá. Trong khi U23 Hàn Quốc thực hiện tới hai sự thay đổi người thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ nguyên đội hình. Đường chuyền nhanh của Xuân Trường. Chiều cao tốt một lần nữa giúp cho Văn Hậu có được lợi thế trong pha tranh chấp vừa rồi. Một cú dứt điểm không khác gì đưa bóng vào tay của Bùi Tiến Dũng. Nhưng cũng phải nói là Bùi Tiến Dũng cũng rất bình tĩnh thì mới đón được quả bóng như vậy. Đó là một cú Panenka không thành công của số 10 bên phía U23 Hàn Quốc. Tỷ số vẫn là một đều. Chỉ trong vòng ít ngày thôi thì Tiến Dũng đã hai lần ngăn cản những quả penalty. Nếu như trước U23 Thái Lan là một pha đổ người xuất sắc thì lần này là sự bình tĩnh. Và Chiu Won cũng không thực sự hợp lý, bởi với mặt cỏ như vậy để thực hiện những cú đá theo kiểu xúc thìa thì rất khó. Giá như nếu như ở tình huống vừa rồi Tiến Dũng không có sự bình tĩnh mà đổ người bay người để đoán một cú dứt điểm của đối phương, hoặc là về bên phía tay trái hoặc tay phải, thì có lẽ là thủ môn của chúng ta cũng chưa chắc đã đón được cú đá Penanca vừa rồi. Đấy, một sự bình tĩnh và bản lĩnh của Tiến Dũng đã được chui rèn và trưởng thành hơn rất nhiều trong thời gian vừa qua. Anh Dũng có để ý không, khi mà trọng tài thổi còi để đá penalty thì Chiu Won chứng lại khá lâu, và có thể như bản thân cầu thủ này cũng có một sự lưỡng lự về phương án. Chắc chắn là áp lực, chắc chắn là cũng gặp đôi chút áp lực. Rất nhiều những khó khăn đang chờ đợi và cũng đã xảy ra với chúng ta, và chúng ta đang tạm thời vượt qua. Trước những đối thủ như U23 Hàn Quốc thì sự dứt khoát trong lối chơi, đặc biệt là của những cầu thủ phòng ngự và các tiền vệ phòng ngự, là rất cần thiết, bởi các cầu thủ của đội bạn có chiều cao, sải chân dài và tranh cướp bóng cực tốt. Tình huống dẫn tới quả penalty cũng xuất phát từ một pha xử lý chưa dứt khoát của Tiến Dũng. Cầu Phượng không hiểu ý đồ vừa rồi của Đức Trinh là như thế nào. Thì một, chúng ta đã có được một thế trận phòng ngự phải nói là rất hay, rất kín kẽ. Thống kê sau hiệp đấu đầu tiên cho thấy là U23 Hàn Quốc cầm bóng tới 78%, chúng ta chỉ cầm bóng có hơn 20% một chút, chính xác là 22%. Nhưng rõ ràng tỷ số trên sân mới là điều quan trọng nhất, không phải là đội bóng nào kiểm soát được bóng nhiều hơn hay dứt điểm nhiều hơn. Cách chơi trong hiệp 1 của chúng ta là lối đá biết người biết ta. Văn Hậu. Tung vào sân trong hiệp đấu thứ hai này là người đã va chạm với Văn Hậu, và Jang Junho cũng được coi là tiền vệ trẻ hay nhất của K-League 2017, cầu thủ trẻ hay nhất của K-League Classic mùa giải vừa qua. Cầu thủ này năm nay mới 22 tuổi và đang đá cho Jeonbuk. Mới 22 tuổi nhưng Jang Junho đã từng cùng Jeonbuk đăng quang ở AFC Champions League. Một trong những tiền vệ đầy hứa hẹn của bóng đá Hàn Quốc. Huấn luyện viên Kim Bong Kin gần như là không ngồi trong cả hiệp 1 của trận đấu, và trong hiệp đấu thứ hai này thì ông vẫn đang đứng được chỉ đạo. Những phát biểu của ông Kim Bong Kin và nhiều cầu thủ U23 Hàn Quốc trước trận đấu đều là những phát biểu rất tự tin. Cầu Phượng. Junho khi vào sân đá vị trí tiền vệ trung tâm.
nhiên U23 Hàn Quốc sẽ là những người phải sốt ruột hơn các cầu thủ của chúng ta, vì một đều đối với họ thì chẳng khác nào một thất bại. Và đó là cơ sở để U23 Việt Nam có thể triển khai lối đá phòng ngự phản công. Văn Thanh, đường truyền của Duy Mạnh. Rõ ràng là ông Park Hang-seo đang xây dựng nên một tập thể có lối chơi rất kỷ luật, tuân thủ đấu pháp. Có cảm giác nếu cứ chơi như thế này thì chúng ta không e ngại đối thủ nào, chỉ ở tầm châu lục. U23 Hàn Quốc đã là một trong những đội bóng xuất sắc nhất của châu Á rồi. Tất nhiên là thời gian vẫn còn, chúng ta chưa nói trước điều gì về kết quả. Nhưng rõ ràng là những gì mà U23 Việt Nam thể hiện từ đầu trận toát lên một phong thái chơi bóng rất tự tin. Đức Trinh chưa tham gia nhiều vào những tình huống tấn công, nhưng những tình huống như vừa rồi, di chuyển, chạy chỗ và khiến cho đội bạn phải phạm lỗi là một trong những giá trị mà cầu thủ mang áo số 13 này có thể mang lại. Cú đá phạt của Xuân Trường, một pha phất bóng rất chính xác, bóng đã chạm lưng cầu thủ mang áo số 22 của đội bạn, đó là Lee Sang-min, và khiến cho Công Phượng không thể đón đường chuyền của Xuân Trường. Vẫn là những pha tấn công ở bên phía cánh trái quen thuộc của U23 Hàn Quốc. Đường chuyền của Hoàng Ki-úc rất hợp lý. Văn Thanh, Quang Hải rất khéo và ăn ý, và đưa bóng vào của Văn Thanh hơi nhẹ. Đức Trinh áp sát, nếu như vừa rồi Văn Thanh thay vì chuyền bóng bổng vào trong cho Đức Trinh phối hợp tiếp với Quang Hải và Công Phượng, thì chúng ta đã có thêm một phương án tấn công có thể gây ra nhiều nguy hiểm hơn. Những cú treo bóng bổng vào trong để Đức Trinh tranh chấp với thủ môn và hậu vệ to cao của đội bạn là thách thức không nhỏ. Đỗ Duy Mạnh, và pha bóng an toàn của Đỗ Duy Mạnh. Chúng ta không vội lao vào những cuộc tranh chấp tay đôi với đối thủ, và chính vì thế dù rất muốn tăng tốc và gây sức ép tiếp cận khung thành của Bùi Tiến Dũng thật nhanh, nhưng các thủ U23 Hàn Quốc cũng không thể làm được điều này. Đó là pha phá bóng của trung vệ Tiến Dũng. Một tình huống khó khăn nữa dành cho đội bóng của chúng ta khi đội bạn được hưởng phạt góc. Pha xử lý tốt của Tiến Dũng. Rất hay. Lăn xả, đó là hình ảnh của Văn Hậu. Công Phương. Chúng ta đang chơi với một tinh thần rất cao. Vũ khí lớn nhất của U23 Việt Nam theo lời Huy Park Hang Seo đó là sự tự tin. Cú đánh đầu của Văn Thanh, và sau đó Duy Mạnh kịp thời thực hiện cú đánh đầu tiếp theo để đưa bóng ra xa khu vực 16m50. Hệ thống phòng ngự của chúng ta hoạt động khắp mặt sân. Chuyển chính xác của cầu thủ U23 Hàn Quốc.
cho thấy một sự tự tin rất cao và mang lại cả sự tự tin cho các đồng đội của mình. Hoàng Ki-úc rất tốt, hợp lý. Lớp phòng ngự của chúng ta vừa rồi đã bọc lót và hỗ trợ cho nhau một cách hợp lý. Và xử lý tốt. Sang hiệp 2 này thì đội bạn đã tập trung nhiều hơn ở bên phía cánh phải trong những pha lên bóng của mình. Công Phương, Đức Huy, đường truyền của Đức Huy là hơi vội. Ki-úc. Đây là Park Jae-woo. Vẫn là Park Jae-woo quả tạt. Không có khó khăn nào cho Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 6 tháng về trước. Và Bùi Tiến Dũng ngày hôm nay trong khung thành của U23 Việt Nam đã có những sự trưởng thành rất lớn. Dũng đã từng vấp ngã trong một tình huống mà đội bạn treo bóng bổng, nhưng may thì những pha xử lý bóng bổng của anh là rất tốt. Cơ hội cho cầu thủ chúng ta, có lẽ là Đức Trình định dứt điểm ngay. Pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này của Đức Trình. Một tình huống tự xoay sở và quyết định đá ngay. Chân trụ không vững và hơi với khiến cho cú đá vừa rồi không đến đích. Cú đánh đầu và bật cao của Đình Trọng, Xuân Trường, đường truyền cho Quang Hải. Văn Thành đang sẵn sàng dâng lên. Đức Huy, Văn Thành, Công Phương, không được. Giang Jun Ho, Kim Mun Hoan. Chính xác, Công Phượng. Tốc độ của Công Phượng. Đức Huy, không được. Và ngăn cản tốt của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Của Xuân Trường không có lỗi và sau đó là cú đá từ xa. Cầu thủ chúng ta vẫn đang kiên trì bền bỉ với lối chơi của mình. Chúng ta có lẽ không muốn nhìn thấy hình ảnh này. Cú vào bóng là vô cùng nguy hiểm của số 6 bên phía U23 Hàn Quốc. Đúng ra thì trọng tài phải thổi phạt tình huống đó. Tác giả của bàn thắng mở tỷ số trận đấu đang bị đau, Quang Hải. Không
Không những không thổi phạt, trọng tài còn để cho cầu thủ U23 Hàn Quốc tiếp tục tấn công. Cũng khá may khi Quang Hải đã chủ động nhảy lên để tránh một pha vào bóng bằng cả hai chân, bằng gầm giày hai chân của cầu thủ đối phương. Park Hang-seo vẫn có những sự lựa chọn tương đối chất lượng ở trên hàng công, trong đó có Văn Toàn. Những gì diễn ra cho đến lúc này cho thấy những hiểu biết của Park Hang-seo với bóng đá Hàn Quốc đã được sử dụng một cách hiệu quả. Rất may là Quang Hải lại trở lại và có thể tiếp tục thi đấu. Nếu như có một điểm thôi, chỉ cần một điểm thôi trận này thì đó cũng đã là điểm số lịch sử với chúng ta rồi. Năm 2016 dù chơi rất cố gắng và đã có những trận đấu hay như trận đấu trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng chúng ta cũng đã không có được điểm số nào ở giải đấu đó. Xuân Trường, Công Phương, phút của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua và các cầu thủ chúng ta vẫn đang duy trì được một nền tảng thể lực cần thiết để đối đầu với một đội bóng rất mạnh như U23 Hàn Quốc. Pha bóng dứt khoát của Đình Trọng. Trông chờ rất nhiều vào những tình huống cố định như thế này. Thêm một tình huống mang ra kịp thời của Bùi Tiến Dũng. Trận đấu giữa chúng ta và U23 Hàn Quốc là trận đấu đầu tiên ở giải đấu năm nay kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1. Và nếu như chúng ta có được một điểm trước đội bạn thì đây là một thành tích tốt nhất ở giải đấu năm nay. Đó sẽ là bất ngờ lớn đầu tiên. Nhưng để có được điều đó, chúng ta sẽ còn trải qua một khoảng thời gian rất dài và nhiều thử thách nữa. Giải đấu ở Qatar cách đây 2 năm, U23 Việt Nam vẫn còn tới 8 cầu thủ dự giải đấu năm nay. Rõ ràng là những cầu thủ đã dự giải đấu cách đây 2 năm đã có những trải nghiệm và điều đó là rất bổ ích cho U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Cầu thủ đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Đó là
lý do huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng 6 trên 8 cầu thủ đã từng dự giải đấu 2 năm về trước. Và 6 cầu thủ đó ngày hôm nay đều đang chơi rất tốt, bên cạnh 5 cầu thủ đã đá giải U20 thế giới. Văn Toàn sẽ là sự lựa chọn tiếp theo của huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Toàn là một trong những cầu thủ cũng đã dự giải U23 châu Á năm 2016. Rất có thể người rời sân sẽ là tiền đạo Hà Đức Chinh. Trước Ulsan Hyundai thì sau khi được góp mặt, Văn Toàn đã chơi rất hay. Và chính anh là người có được bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam trên sân hàng đẫy trong trận đấu đó. Văn Toàn đang nói là rất háo hức. Văn Toàn cũng là một trong những cầu thủ đã dự giải đấu cách đây 2 năm. Công Phượng vẫn là U23 Hàn Quốc. Áp sát rất khó chịu. Quang Hải rất cố gắng. Cho dù cầu thủ của chúng ta có thể biết rằng băng lên như vậy dễ dẫn tới một tình huống phạm lỗi của đối phương và dẫn tới chấn thương. Giải pháp giữ chân cho Quang Hải cũng là một trong giải pháp mà ông Park Hang-seo có thể tính tới. Lợi thế cho chúng ta. Đoàn Văn Hậu. Phút 70 rồi. Quang Kiêu. Một pha phối hợp lỗi của U23 Hàn Quốc. Tiếp tục là một đường chuyền hỏng. Quang Hải rất khéo. Quang Hải chơi bóng đầy ngẫu hứng. Lại là một pha phối hợp với Văn Thành. Đức Huy. Công Phượng. Đoàn Văn Hậu. Chuyền dài lên cho Hà Đức Chinh. Vẫn là thủ U23 Việt Nam. Và chuyền bóng khó tin của Quang Hải. Có lẽ chính Đức Chinh cũng bất ngờ với phương án chuyền bóng vừa rồi của Quang Hải. Người rời sân đúng như dự đoán của chúng tôi là Hà Đức Chinh. Và bây giờ thì U23 Việt Nam sẽ có 3 cầu thủ tấn công được coi là tốt nhất, phối hợp với nhau rất ăn ý ở giải M150. Công Phượng, Văn Toàn và Quang Hải. Sự càn lướt của Đức Chinh cũng đã giúp ích rất nhiều trong thế trận ngày hôm nay, để phần nào tạo ra những áp lực cho cầu thủ U23 Hàn Quốc. Văn Toàn cũng là người hoàn toàn có thể tạo ra sự bùng nổ bởi sự càn lướt và không kém phần kỹ thuật của mình. Chính sự càn lướt đó đã giúp cho Văn Toàn có được những pha bóng hay trên một đội bóng cũng mang phong cách rất điển hình của Hàn Quốc, đó là Ulsan Hyundai. Sự góp mặt của Văn Toàn có lẽ sẽ khiến cho hàng phòng ngự của U23 Hàn Quốc phải thay đổi phương án phòng ngự. Đức Chinh dù sao là một trong cầu thủ có thể hình tốt nhất bên phía U23 Việt Nam, nhưng so với những hậu vệ lực lưỡng cao tới 1m90 của U23 Hàn Quốc thì anh vẫn còn khá nhỏ, nên khó phát huy được khả năng tì đè của mình. Số lần phạm lỗi của cầu thủ U23 Hàn Quốc thậm chí nhiều hơn số lần phạm lỗi của chúng ta, 14 so với 11. Nhưng bây giờ sẽ là một thời khắc thử thách hàng phòng ngự và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Những chiếc bóng là số 10 Yun Siêng Won. Đó là tình huống mà chúng ta đã
thách thức là như thế nào khi đội bạn rất mạnh trong những tình huống bóng bổng. Lee Keun-ho là tác giả của bàn thắng giúp cho U23 Hàn Quốc dẫn chúng ta với tỷ số 2-1. Một pha đánh đầu trong thế quay lưng. Sự thực dụng trong lối chơi của mình. Khi đối đầu với một đội bóng có chiều cao như U23 Hàn Quốc chính là những pha bóng bổng. Ngày nay thì Tiến Dũng đã thực hiện rất tốt những pha bắt bóng bổng của mình, và có vẻ như nó đã khiến cho U23 Hàn Quốc điều chỉnh phương án áp phạt. Thay vì treo bóng bổng gần với vị trí thủ môn của U23 Việt Nam thì họ treo bóng lơ lửng và khiến cho thủ thành Tiến Dũng buộc phải băng lên. Người tất nhiên là đang có thể lực tốt nhất khi mới được tung vào sân. Thể lực tốt giúp cho Văn Toàn kiểm soát được pha bóng này. Nhưng trước mặt Văn Toàn đang là hai hậu vệ của đối phương. Rất cố gắng. Rất hay. Tiếc là Đức Huy lại không kiểm soát được đường truyền của đồng đội. Park Hang-seo vẫn còn hai sự thay đổi người nữa. Ngoài phút 80, nếu tỷ số không thay đổi thì có thể Park Hang-seo sẽ có thể tính tới thêm một phương án tung cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Lee Keun-ho, pha xử lý tốt của Tiến Dũng. Lúc này tỷ số trong lần gặp nhau trên sân Thống Nhất tháng 7 năm ngoái đang lặp lại. Ở lượt trận thứ hai vào ngày 14, tức là chiều chủ nhật tới đây, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Australia, đối thủ mà chúng ta cũng đã gặp ở vòng bảng cách đây 2 năm. Sau đó 3 ngày sẽ là trận đấu cuối ở vòng bảng gặp U23 Syria. Chuẩn bị có thêm một phương án thay đổi nhân sự của ông Park Hang-seo. Chuyền dài như vừa rồi là rất khó để chúng ta có thể kiểm soát được. Đức Huy, Văn Toàn, những pha phối hợp nhanh của U23 Hàn Quốc. Thất bại trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết của giải đấu năm 2016 càng khiến cho quyết tâm vô địch của U23 Hàn Quốc ở giải đấu lần này lớn hơn. Và đó là lý do mà đội bóng này được tập hợp những cầu thủ tốt nhất, với 13 cầu thủ đá tại K-League và 2 cầu thủ trở về từ châu Âu. Rất cố gắng.
gắng, đó là nỗ lực của Đình Trọng. Văn Toàn, Công Phượng. Đây là thời khắc thử thách rất nhiều nền tảng thể lực từ cao thủ 23 Việt Nam. Hơn 10 phút cuối trận. Văn Toàn mới vào sân và là người sung sức nhất. Phạm Xuân Mạnh, số 2 của U23 Việt Nam vào sân để thay Hoàn Văn Hậu. Xuân Mạnh là một cầu thủ rất giàu thể lực. Của Park Jae-woo, bóng đã trôi hết đường biên ngang. Các với hiệp 1 sang hiệp 2 thì U23 Hàn Quốc tấn công nhiều hơn ở bên phía cánh phải và khoét vào vị trí của Văn Hậu. Trong khi đó hiệp 1 phần lớn đội bạn tấn công bên phía cánh trái. Tỷ lệ kiểm soát bóng đang là 70 cho U23 Hàn Quốc và 30 cho chúng ta. Tình huống chơi bóng có thể nói là tương đối tiểu xảo của Jun Seung-won. Chiều cao tốt hơn tạo ra sự chủ động trong pha bật cao vừa rồi của Jun Seung-won. Jun Seung-won là người đá hỏng penalty nhưng là người thực hiện quả đá phạt để dẫn tới bàn thắng thứ hai cho U23 Hàn Quốc. Đó là một tình huống treo bóng vào một nhịp tương đối khó chịu dành cho những cầu thủ gặp bất lợi về chiều cao như các cầu thủ phòng ngự của chúng ta. Rõ ràng không thể trách bất cứ ai trong bàn thua thứ hai của U23 Việt Nam, đơn giản bởi đội bạn quá mạnh trong tranh chấp bóng bổng. Khi vào sân thì có thể Văn Toàn không phải là người đá cao nhất, bởi với thể lực còn dồi dào, Văn Toàn sẽ đá thấp hơn để tranh cướp bóng nhiều hơn. Khi đó thì có thể Công Phượng mới là người đá nhu cao nhất trên hàng công của U23 Việt Nam. Đường chuyền chính xác của Xuân Trường. Có vẻ như một cầu thủ bên phía U23 Hàn Quốc đã bị chuột rút. Sở hữu nền tảng thể lực rất tốt nhưng khá bất ngờ, một cầu thủ của U23 Hàn Quốc mới là người bị chuột rút đầu tiên. Số 14 bên phía U23 Việt Nam, Phan Văn Đức. Cầu thủ đã thi đấu rất hay ở vòng chung kết U21 quốc gia cũng như là U21 quốc tế vừa qua và được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung.
sử bóng đá Việt Nam nếu như cú dứt điểm vào lưới của U20 New Zealand ở giải U20 thế giới tốt hơn. Cầu thủ 23 Hàn Quốc rõ ràng là có thể lực rất tốt, nhưng một cầu thủ của họ đang phải rời sân vì bị chua rút. Nó đã cho thấy rằng thử thách ngày hôm nay về mặt thể lực với các cầu thủ là lớn như thế nào. Han Seung-gyu rời sân. Choi Jae-hoon là người có mặt. Cả hai đội đều thực hiện hết quyền thay đổi người cho đến lúc này. Chuyển sang đá vị trí hậu vệ trái. Xuân Mạnh sẽ là người đá vị trí hậu vệ phải. Hậu vệ trái mới là vị trí sở trường của Văn Thanh, cho dù cầu thủ này có thể chơi rất tốt, thậm chí không kém khi đá cánh trái, thì anh được di chuyển sang đá bên phía cánh phải. Văn Thanh cũng có thể đá vị trí tiền đạo và ghi không ít bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai khi đá ở vị trí này. Những cầu thủ đa năng là xu thế của bóng đá hiện đại, và huấn luyện viên nào khi dẫn dắt các đội bóng cũng muốn tạo ra những cầu thủ như vậy và muốn sở hữu những cầu thủ như vậy. Số 14. Duy Mạnh, Quang Hải. Văn Thanh. Bùi Tiến Dũng. Quang Hải. Rất khó để tranh chấp bóng bổng với đội bạn. Đối thua sát nút với tỷ số 1-2 trước U23 Hàn Quốc thì đã là thành công rất lớn với U23 Việt Nam. Vừa rồi đã khiến Phạm Xuân Mạnh bị đau. Xuân Mạnh và Phan Văn Đức là những cầu thủ được bổ sung. Quang Hải. Xuân Trường. Đỗ Duy Mạnh. Yeah.
mạnh từ bên phía cánh phải và sau đó Văn Thành quyết định sút xa. Cầu thủ mà chúng tôi đã từng nhắc tới với cơ hội đã từng có được để có thể ghi bàn thắng lịch sử trong bóng đá Việt Nam sân chơi U20 thế giới không phải là Phan Văn Đức mà là Nguyễn Hoàng Đức. Phan Văn Đức là một trong ba sự thay đổi người trong hiệp đấu thứ hai này của U23 Việt Nam, và chính sự xuất sắc của cầu thủ này trong giải đoạn cuối của giải đấu quốc gia, đặc biệt là giải U21, đã giúp cho cầu thủ này được huấn luyện viên Bắc Hang Seo triệu tập và giờ đây là một trong những thành viên của U23 Việt Nam. Đó là những nỗ lực của Phan Văn Đức. Cầu thủ áo số 14 của U23 Việt Nam đã bị phạm lỗi. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Nếu có phải nhận thất bại trước U23 Hàn Quốc thì đó là điều hoàn toàn không bất ngờ. Trước bóng là Quang Hải. Cũng là một pha đánh đầu ngược. Bùi Tiến Dũng. Một pha đánh đầu ngược đã giúp U23 Hàn Quốc vươn lên. Và vừa rồi thì Tiến Dũng đã dâng cao và thực hiện pha đánh đầu ở tư thế quay lưng về phía khung thành đối phương. Nhưng chúng ta không có chiều cao tốt bằng và khoảng cách ở pha đánh đầu này cũng xa hơn so với thời điểm mà Lee Kyun Ho làm tung lưới khung thành của Tiến Dũng. Từ thời U19 Việt Nam thì trung vệ Bùi Tiến Dũng đã là một trong những cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt nhất. Ba phút nữa là khoảng thời gian cho những hy vọng của chúng ta tìm kiếm bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc. Bóng rất tốc độ của Cho Nhang Húc. Không có lỗi của hậu vệ U23 Việt Nam. Xuân Mạnh. Một cầu thủ của U23 Hàn Quốc đang bị đau và vừa rồi thì Lee Kyun Ho đã chủ động đưa bóng ra ngoài. Nhìn các cầu thủ U23 Hàn Quốc người thì không thể có thể lực tốt nhất để tiếp tục thi đấu và nhiều cầu thủ liên tục phải nằm sân mới thấy là chúng ta đã chơi cố gắng như thế nào trong một điều kiện thời tiết lạnh giá như tại Côn Sơn, Trung Quốc và trước một đội bóng rất mạnh có thể hình lên tới 1m90 với nhiều cầu thủ có chiều cao tốt như vậy của U23 Hàn Quốc. Nói những gì mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay là vượt ngoài mong đợi của rất nhiều người hâm mộ chúng ta. Rất có thể Yoon Seo-hoon sẽ không thể tiếp tục trận đấu này. Cả hai đội đều đã hết quyền thay người. Xuân Mạnh. Pha dâng lên của Xuân Trường. Chúng ta không từ bỏ và đang nỗ lực cho tới những giây cuối cùng của trận đấu. Đình Trọng. Tiến Dũng. Vẫn còn. Không được. Pha xử lý của Xuân Mạnh. Duy Mạnh. Cú tạt bóng vào trong của Quang Hải nhưng không có tiền đạo nào có thể đón được. Rất có thể là tỷ số và kết quả của lần gặp nhau ở vòng loại giữa hai đội sẽ lặp lại. Đường chuyền rất nhanh của Xuân Trường, rất hay, tuyệt vời, đối mặt rồi. Rất tiếc. Tiếng còi đã cất lên trước khi
cầu thủ của chúng ta làm tung lưới U23 Hàn Quốc. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Trọng tài đã chính xác. Tùng Phượng đã rơi vào thế việt vị khi nhận được chọc khe rất hay của Lương Xuân Trường. Thời gian bù giờ 3 phút đã hết. Đây thì rất có thể sẽ là pha bóng cuối cùng. Giang Hun Hồ. Quang Hải ném biên cho U23 Việt Nam. Phải, có lẽ đó là một pha đá phạt. Lương Xuân Trường. Vậy là trọng tài người Ả Rập Xê Út, ông Tuki Mohamed đã nổi còi kết thúc trận đấu ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2018, trận ra quân của U23 Việt Nam trước đối thủ U23 Hàn Quốc, và một lần nữa chúng ta để thua trước U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-2. Chiến thắng ngược dòng rất vất vả của cầu thủ U23 Hàn Quốc. Thất bại không có gì là bất ngờ với cầu thủ U23 Việt Nam, thì chúng ta phải đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều. Rõ ràng là với những gì mà các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện ở trận đấu này, chúng ta và cao thủ của chúng ta hoàn toàn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Quang Hải với một tuyệt phẩm đã mở tỷ số cho U23 Việt Nam trong hiệp thi đấu thứ nhất. Sau đó thì với những nỗ lực ép sân liên tiếp, cầu thủ U23 Hàn Quốc đã có được hai bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam để giành 3 điểm đầu tiên. Chúng tôi trận nhưng rõ ràng đây là một màn trình diễn rất đáng xem và rất tốt của U23 Việt Nam trước ứng cử viên vô địch hàng đầu tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay, đương kim á quân của giải đấu này là U23 Hàn Quốc. Màn trình diễn rất tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.